các bạn, bây giờ có một người bạn giới thiệu một cái con đường nó nằm cạnh cái bến cảng Stavanger, nó có tên gọi là Gamle Stavanger. Đây là cái khu phố cổ. Khu phố cổ này nghe nói rằng nó chỉ có dài 200 m thôi. Bây giờ Hiệp xoay màn hình là cho mọi người chúng ta cùng theo dõi ha. Bây giờ 200 m thôi à. Đây, bắt đầu. Ồ, đẹp ghê, sợ coi. Bạn nhìn phía trên nè. Coi nè. Ồ, một màu xanh, nó nằm cạnh cái cảng biển mà nó coi. Rồi, đang đi lên bậc trăm cấp ha. Được, 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 ok, ok. Được, được, được. Cảnh đẹp là không có sao hết. Đúng rồi, cảnh đẹp đâu cũng thành không đâu. Đẹp quá. Ồ. Tới thành phố Stavanger là nhiều lần rồi mà không biết cái di tích lịch sử này. Không biết được cái con phố cổ này. Ôn thơ của Stavanger đây. Quá đẹp luôn. Nó đẹp một cái là thứ nhất là nó kết hợp giữa cái con đường mình đi, cái phố cổ này nó là những cái cục đá. Nó theo thời gian này quá lâu rồi. Coi như là không cần phải bảo trì tu sửa hàng năm gì cả, những cục đá này nó tạo cho con đường này có cái nét đặc biệt. Hai bên là những ngôi nhà cổ. Những ngôi nhà cổ đẹp chưa? Đó. Đẹp quá đi à. Quá đẹp đi. Con đường Old Town nè. Quá đẹp đi. Sao mà đẹp quá vậy nè. Ngỡ ngơ luôn. Ồ, cái hình này đẹp quá, có lá cờ Noel nữa. Nó cổ kính đẹp quá. Những cái nhà người ta cũng giữ lại. Mùa đông chắc lạnh nhưng mà phải có lò sưởi nhiều thôi. Đây là từ năm 1866. Coi nha. Đây. Cái cửa ra vào, cái kích thước nó cũng nhỏ hơn với cái standard với cửa bây giờ nữa. Rồi có cái thùng thư, rồi trước nhà có những chậu bông. Nó rất là cổ kính luôn. Rất là cổ kính coi nè. À, những cái cửa trên cái gác lửng kìa. Cái này mới đúng là nhà anh, nhà em. Cách một bức vách thôi, cách một con đường thôi. À, anh đứng bên này. Rồi nhà em bên này, hai chúng ta mở cửa, chúng ta chào nhau. À, đẹp quá. Về Stavanger lần này thật là thú vị để trải nghiệm đi trên cái con phố cổ
Gamle Stavanger, On the Tow của Stavanger. Đi trên cái con đường này biết bao nhiêu cái sự thăng trầm đã trải qua theo thời kỳ của con đường con phố cổ này. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Nó đẹp một cái là thứ nhất là nó nhẹ nhàng, nó thanh toát. Mình đi trên con đường này mình cảm thấy cái lòng mình nó nhẹ nhõm. Không một tiếng còi xe, không một tiếng chó sủa, không một tiếng gì cả. Chỉ có thấy tiếng bước chân người của khách tham quan đi thôi. Coi nè, những cái chậu bông nó được treo trên cửa sổ bông tím nè, dễ thương chưa? Chiều dài có hơn 200 mét à. Dễ thương chưa? Đây, cái cửa ra vào. Đây là cái thùng thơ nè. Thùng thơ cái hồi xưa nè. Bỏ thơ vô nè, dễ thương chưa? Đó. Rồi trên cái cửa này có một cái dàn dây leo. Bông leo này, cái bông này là cái loại bông clematis nè. Bông này nó ra bông tím đẹp lắm. Đây cà phê nè. Ôi, tìm cà phê trong đây nữa hả? Cà phê trong đây hay là tìm gì đây? Đẹp vậy, dễ thương vậy. À, bán đồ lưu niệm, đồ trang sức. Hôn Arabai hả? Hôn Arabai, wow. So bucket, so fin. Bucket ra. Ve. Đẹp quá, dễ thương quá. Cà phê. Đây nè. Những kia. Ủa, cái này giống như nhà anh không? Đúng rồi. Ui, do you also see son? No, second hand. Second hand. Coi nhà đồ 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 cũ á, đồ cũ á. Đồ cũ á. Đồ cũ. Nhiệt lịch á. Nhiệt lịch. 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 Cái này là gì cơ? Của chị nó, chị bả. Hay là đây là một chủ nhân người ta mở một cái tiệm vừa bán cà phê và trưng những cái vật dụng cổ cho du khách tới viếng thăm. Rồi có mua một ly ở đây họ bán cà phê, một ly như vậy là một ly cà phê về họ bán 5 USD. Một ly cà phê họ bán 5 USD ở đây nè, cà phê nè. Mình pha uống tại chỗ nè. Cà phê nè. Đẹp không? Những... Đẹp không? Có cái gì đẹp? Đôi giày. Ôi, cái này em có nè anh. Cái hoa son không? Ủa đẹp vậy? Dạ, cái hoa son à. Mua làm kỷ niệm không? Đẹp quá. Đẹp quá em. Chị coi. Em có màu. Đẹp quá. Giá bao nhiêu em? 350. 35. Đẹp kìa. Đẹp. Ok, bà xã mua thử cái đồ lưu niệm nè, nó được mạ vàng nè, đẹp không? Dạ, bà xem rồi. Lấy xanh rồi. Coi em. Cũng là lạ. Nice. Dễ thương ha. Cái gì này? Dạ. Accurate passem phim nhé. Dạ, ok, chú xin thông. Ok, hà đê bà ra. Hà đê. Sí.
Đây là đồ second hand, là đồ đồ cũ các bạn. Đồ cũ nhưng mà nó rất là dễ thương. Đồ cũ. Phố cổ thì phải bán đồ cũ chứ phố cổ ai bán đồ mới, đúng không? Là rồi cổ rồi phải cổ luôn. Đi ha. Ồ, cái dàn dàn bông clematis đẹp chưa? Cái bông này có trồng ở nhà mà nó có nhiều màu lắm, màu tím, màu màu hồng, màu vàng cũng có, nhưng thường thường màu tím đẹp nhất. Cái bông này á, là nó nếu mà ra nó ra bông nó có thể là nở suốt mấy tháng hè luôn. Mấy tháng hè luôn. Đông quá, khách du lịch đông quá các bạn. Khách du lịch đông vui lắm. Còn cái phố cổ này nè. Đông vui lắm. Coi. Đó, người ta thích bông chưa coi coi. Ta thích bông chưa? Đó. Ta thích bông không? Cái người ngoại quốc á là tới thành phố nào vậy ta thích đi phố cổ lắm. Phố cổ người ta thích đi lắm. Nhà của, nên là nhà của người ta ở mà mình nhà. Tới mình rồi. Mình tới mình rồi ngon lành. Rồi. Đẹp chưa? Chỗ này đẹp quá, mình tới đây mình ngồi không? Đẹp chưa? Đang đi tự nhiên nó có một cái khoảng sân để cho khách bộ hành, khách du lịch ngồi nè, dễ thương chưa? Ồ, dễ thương dễ sợ ha. Nó có một khoảng sân nó cho. Ơi, dễ thương chưa? Ngồi nghỉ. Ồ. Cảm ơn Huyền đã giới thiệu tụi này tới đây nha. Lần sau mình mà có tới đây mình giới thiệu những người khác tới đây. Gamla Stavanger các bạn. Old Town. Đẹp quá. Trời, anh bạn ngồi coi như là ngồi một mình coi như thả hồn nè. Dễ thương chứ kìa. Lãng mạn chứ kìa. Ồ đẹp quá. Thường thường mấy cái nhà phố cổ này cái standard, cái kích thước của nó nhỏ lắm các bạn. Ồ, xinh xan, chắc là thôi mình mua đây căng đi. Mua đây căng rồi mình bán mấy cái đồ cổ ở đây. Đây là cái đoạn cuối của con đường này rồi. Lên kia chỉ còn có bao nhiêu mét là hết rồi. Đó, phố cổ nó chấm dứt ở đây rồi. Mấy trăm mét rồi. Đây có cái bảng nó dẫn tới cái museum. Cái viện bảo tàng nằm bên kia. Rồi bây giờ mình đi xuống, thay vì không, mình không đi lại đường cũ nữa mà mình đi xuống cái con, đi xuống cái vừa xuống là gặp ngay cái bến cảng ở đó luôn. Những cái cánh cửa nó đâu có standard như bây giờ đâu, nó nhỏ hơn hồi xưa. Cái người xưa nó lùng hơn hay sao á. Bởi ngang cái cửa nó nhỏ hơn các bạn. Hồi xưa người ta làm cái gì cũng nhỏ. Rồi đây cái thùng thơ nè, dễ thương chưa? Rất là cổ điển luôn. Nhỏ. Mấy nhà thì mùa đông là lạnh lắm luôn. Đây nè, các bạn nào mà chưa đi cái phố cổ này là chưa tới Stavanger nha. Hiệp cũng hôm nay cũng rất là thú vị luôn, được trải nghiệm á, nhờ một người bạn giới thiệu á. Hiệp xuống đây đâu có biết đâu. Quá đẹp luôn. Cái nhà nhỏ giống như là mình có tưởng chúng nó đục cái hút á, giống như cái nhà của búp bê vậy, cái nhỏ đó. Đây cho mấy người lùn á. Mấy người lùn đó, coi nha. Cái vườn nó nhỏ dễ thương dễ sợ không? Châu Á hả? Đẹp không?
Đây, hình ảnh cuối cùng trước khi mình rời con phố cổ ha các bạn ha. Vậy là các bạn cũng đã theo chân Hiệp với một cặp vợ chồng người bạn đi trên con phố cổ rồi ha. Rồi mình đi đây, chậu bông đây. Đây các bạn. Đây. Rồi chấm dứt con phố cổ ở đây các bạn ha. Khổ lắm tại mình không giữ nó mà bị phạt. Và muốn thay đổi cũng không được. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mình đã dẫn đưa các bạn đi một vòng con phố cổ gọi là Old Town tại Stavanger nha. Rồi, bây giờ kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong cái clip trong những ngày mình lưu lại ở cái thành phố Stavanger này. Xin chào, hẹn gặp lại.